tiếp chấp 102 của bộ truyện đệ tử tu luyện, ta nằm chơi thành tiên đế. Tiêu Huyền cầm chặt tấm lệnh bài trên tay mà cười nói, bảo vệ tốt lệnh bài của bản thân, sau đó cố gắng cướp lấy lệnh bài của người khác, đúng là quy tắc hết sức thô bạo mà. Sung Linh đạo nhân một tay chống hông cũng nói thêm vào, dựa theo quy tắc, cho dù chúng ta không làm gì cả, chỉ cần bảo vệ lệnh bài của bản thân, 10 ngày sau cũng có thể tấn cấp, chỉ là lúc thi đấu sẽ có thể ít đi vài phần hỗ trợ hơn người khác. Lý Kiếm Phong đứng trong đó thắc mắc hỏi, chư vị thấy thế nào? Chúng ta tích cực cạnh tranh hay là ổn định một chút? Danh tinh Nguyệt lúc này cũng lên tiếng, ta sẽ chia sẻ một ít tình báo ta biết được cho các vị. Cô nhớ lại những tình báo mà mình đã thu thập được rồi một mạch nói ra, đại chiến quốc vận lần này tổng cộng có 5 thượng quốc tham gia, chia ra làm Long Viêm, Bạch Hổ, Thanh Tước, Huyền Quy, Xích Thố, chư hầu của các nước có ít nhất 5 vương triều tham chiến, trong đó trừ thượng quốc Long Viêm ra, các thượng quốc khác đều có cường giả phân thần tọa chấn. Bao gồm chư hầu của thượng quốc Bạch Hổ là hộ quốc tướng quân hạng phi vũ của vương triều Đại Sở, chư hầu của thượng quốc Thanh Tước là ước mai tiên tử cố phán của vương triều Tiểu Uyển, chư hầu của thượng quốc Huyền Quy là quỷ vương Hoa Ngọc Long của vương triều Huyết Linh và chư hầu của thượng quốc Xích Thố là tiêu giao vương Lục Tầm Du của vương triều Sơn Vị. Còn về phía bên thượng quốc Long Viêm, nói đến đây bỗng danh tinh nguyệt dừng lại một chút rồi lia ánh mắt nhìn về phía sau. Sau đó chậm rãi nói tiếp, cái người đang đi tới đó là kẻ có chiến lực mạnh nhất trên mặt ngoài của Thượng Quốc Long Viêm trước mắt. Quốc sư Trần Quần của Vương Triều Thần Ưng nghe nói tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh tầng 10. Nghe đến cái tên quen thuộc này sung linh đạo nhân liền hầm hừ tức giận cắt ngang. Trần Quần, lão thất phu bỉ ỏi xảo trá này sống dai thật. danh tinh nguyệt đứng kế bên thắc mắc nhìn sang, sung linh đạo nhân biết vị đó. Sung linh đạo nhân liền ôm quyền đáp, bệ hạ có điều không biết hắn nhớ lại cảnh tượng năm xưa rồi chậm rãi kể ra. Năm 18 tuổi lần đầu tiên ta theo sư phụ tham gia đại chiến quốc vận. Năm đó đại tần vốn là đứng đầu trong mấy đội ngũ của thượng quốc Long Viêm, mà vương triều thần ưng do Trần Quần dẫn đầu, suýt nữa bị đội ngũ của thượng quốc Bạch Hổ vây quét. Năm đó sư tôn ta niệm tình mọi người đều là đồng bào của thượng quốc Long Viêm, không tiếc mạo hiểm ra tay cứu giúp, không ngờ sau chuyện đó lại bị Trần Quần mưu hại, bị đoạt toàn bộ thành quả. Từ đó về sau vương triều thần ưng một bước lên mây, vượt qua đại tần trở thành vương triều chư hầu mạnh nhất thượng quốc long viêm mà đại tần vì thế mà không gượng dậy nổi nói đến đây cả người hắn bỗng tỏa ra sát khí phừng phừng ánh mắt đầy thù hận mà nhấn mạnh mục đích ta tham gia đại chiến quốc vận chính là vì muốn dẫm đạp lão thất phu này dưới chân báo thù cho sư phụ sung linh đạo nhân kể xong mối thù và ý định của mình thì cũng ôm quyền lại mà trấn an nhưng xin bệ hạ yên tâm ta chỉ muốn đường đường chính chính đánh bại vương triều thần ưng rồi công bố sự thật năm đó tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tính, ảnh hưởng đến đại tần. Doanh tinh nguyệt nghe xong đầu đuôi câu chuyện cũng chống cằm lẩm bẩm. Đã nghe nói từ lâu thất bại của đại tần năm đó có ẩn khúc, lại không ngờ thì ra còn có chuyện đằng sau như vậy. Đúng lúc này tên Trần Quần từ phía sau đi đến giả vờ bất ngờ nói, Rô, đây không phải là vương triều đại tần ư, bao năm không gặp. Sắc mặt sung linh đạo nhân tốt đó, xem ra nếu trận chiến vương triều lần này may mắn không chết, e là vẫn có thể sống thêm được vài năm nhỉ. Sung Linh đạo nhân thấy hắn đến liền không nhịn được mà quay lại mắng, đúng là xui xẻo, thế mà vừa bắt đầu đã chạm mặt tên bội tín bội nghĩa, lão thất phu bỉ ỏi vô liêm sỉ nhà ngươi. Trần Quân bị nói chúng tiêm đen liền chột dạ quát lớn, bớt ngậm máu phun người đi, năm đó sư phụ ngươi rõ ràng muốn độc chiếm thành quả, bổn tọa là vì lợi ích của mọi người mới tranh luận theo lẽ phải. Suýt chút nữa bị sư phụ ngươi hại chết, bổn tọa khoan hồng độ lượng đã không tính toán với các ngươi, ngươi lại còn làm ẩm ĩ trước cơ đấy bị hắn đổi trắng thay đen khiến sung linh đạo nhân tức đến nghẹn họng miệng chỉ hốt lên được một từ người trần quân sau đó cũng đi lướt qua khỏi sung linh đạo nhân đồng thời liếc nhìn lại mà cười âm hiểm nói vương triều thần ưng bọn ta đã đạt được hợp tác với các phe khác của thượng quốc long viêm vốn dĩ không so đo hiểm khích củ mà gọi các ngươi gia nhập nhưng bây giờ xem ra là ta làm chuyện dư thừa rồi trong lúc không chú ý nhìn đường trần quân bất ngờ chạm mặt chúng tiêu huyền anh với một bộ dạng cao lớn ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống hắn Trần Quân ngước mặt nhìn lên gần giọng hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Huyền đặt tay mình lên vai hắn mà mỉm cười nói, Ây ra, ta thấy trên người Trần Quốc Sư có hạt bụi, tiện tay vỗ cho ngài thôi, đi thông thả nhẽ. Trong lúc đang nói thì từ bàn tay Tiêu Huyền cũng len lén bộc phát ra linh khí để làm gì đó. Trần Quân một mặt không hề hay biết gì, hắn cứ thế hát tay Tiêu Huyền ra mà đi tiếp, đồng thời mắng, ngươi là cái thá gì chứ, cút đi cho ta. Đột nhiên trong đoàn người của Trần Quần bỗng có một tên tiến lên trước mặt hắn mà cười nịnh nọt. Trần Đại Sư không cần để ý tới đám vật vãnh đó. Chúng ta đều biết Trần Đại Sư là người thế nào. Tên bên cạnh hắn cũng phụ họa theo. Đúng thế, đúng thế. Cùng lúc này ở bên phía Vương Triều An Lạc, tên tóc xoăn liếc nhìn lại nhóm tiêu huyền mà cười lạnh nói. Vừa tới đã đắc tội Trần Quốc Sư. Đại tần năm nay tứ cố vô thân. Xem ra lại phải đứng chót rồi. Thật đáng thương. Xung linh đạo nhân từ nãy đến giờ vẫn đứng bất động ở đó, hắn sắc mặt tối sầm mà cam phẫn mắng, tên trần quần tiểu nhân bị ỏi đáng chết đó. Nhưng rồi sung linh đạo nhân cũng lấy lại bình tĩnh mà gãi đầu cười bối rối nói, xin lỗi, là do ta quá kích động rồi, lần này hại mọi người có hiểm khích với va ong triều thần ưng. Danh tinh nguyệt bèn vỗ vai hắn trấn an, không sao, ta tin tưởng đạo trưởng, loại tiểu nhân bị ỏi đó, xấu nhân cơ hội hoàn toàn cắt đứt cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Tiêu huyền nghe vậy cũng dơ lên chiếc quạt mà đồng tình, tinh nguyệt nói đúng, loại đội ngũ tiểu nhân bị ỏi kéo bè kết phái này. Chúng ta không thèm trung đội làm gì, theo ta thấy kế hoạch hiện giờ, hay là lấy ổn định làm đầu. Tuy không kết minh với bất kỳ thế lực nào, nhưng cũng không cần sợ đông sợ tây, có cơ hội thu hoạch lệnh bài thì sẽ ra tay lúc thích hợp. Anh sau đó đập nhẹ chiếc quạt xuống tay còn lại mà đề nghị, trong long đằng dưới linh khí nồng đậm, ắt có không ít thiên tài địa bảo. Cơ duyên cỡ này không có nhiều đâu, hay là chúng ta nhân cơ hội 10 ngày này tìm kiếm một phen, tăng tiến tu vi, ngược lại không ủng công đi chuyến này. Vừa nãy ta dùng thần thức dò xét xung quanh, phát hiện trong long đằng giới này sức mạnh ngũ hành cực kỳ nồng đậm. Có lẽ có địa mạch ngũ hành trong long đằng giới, trước mắt cách chúng ta gần nhất, có lẽ là địa mạch hỏa linh trong ngọn núi lửa đó. Không biết các vị có hứng thú đến đó xem không?